Lan Vy xin mến chào các bạn. Hôm nay Lan Vy sẽ chia sẻ với các bạn là có một số ít người Việt Nam sống ở Mỹ này vô gia cư làm nghề lượm, sửa xe đạp rồi bán kiếm tiền sinh sống đó các bạn. Trước khi xem video, Lan Vy có một thông tin này, nếu mà các bạn nào biết được thông tin này hãy giúp giùm cho bạn này nha. Chị Lan Vy, em rất quý chị. Em ở Việt Nam, em ở thành phố Cần Thơ. Em nhờ chị giúp giùm em tìm lại ông anh của em ở Chicago. Em bị thất lạc 13 năm rồi chị. Anh của em tên là Thái Hoàng An, còn em tên là Thái Hoàng Chi. Số Zalo của em 0907 629 508. Em mong chị cố gắng giúp em tìm lại được ông anh của em. Em thành thật cảm ơn chị rất nhiều. Người nào lấy cũng được, người nào cần cũng được lấy, nhất là những người vô gia cư. Phần đông là hồi sáng á, khoảng từ 8 giờ đến 10 giờ thì có một nhóm người đến đem đồ ăn hot meal là họ có thể ăn liền. Rồi xin lỗi anh tên gì ạ? Tên Trung. Anh Trung hả? Dạ. Anh Trung bây giờ hiện giờ anh đang sống ở đâu anh Trung? Cái chỗ ở anh là chỗ nào đâu? Tạm thời là ngủ trên cái ghế này. Anh ngủ ở trên đây đó hả? Dạ. Rồi những cái đồ này là anh cần dùng anh lấy đi phải không? Dạ đúng. Ở bên kia có cái chảo, tối nay tôi sẽ chiên cái này lên. Vậy hả? Dạ. Vậy bên kia chảo của anh đâu? Anh dẫn em đi, em cho em coi chứ. Được. Anh ghim cái đồ này theo luôn đi. Ghim đồ này theo luôn đi. Còn cái này là của anh hả? Tha của người ta. Của người khác, cứ để đó người nào cần cứ dùng lấy. Đó là quần người ta cho mà không vừa cho nên không lấy. Dạ. Anh Trung ơi, anh qua Mỹ bao lâu rồi? Ba mấy năm rồi. Vậy hả? Rồi anh có thể chia sẻ tại sao anh có cái hoàn cảnh khó khăn như vậy không? Bị thất nghiệp. Thất nghiệp hả? Thất nghiệp. Rồi thất nghiệp, có tiền thất nghiệp mà anh Trung? Đúng, có tiền thất nghiệp nhưng mà ăn xài nhiều quá, với lại bị đụng xe đó. Tiền chi phí nó hết đi. Xe cũng bị total loss. Nói tóm lại ở Mỹ này cái gì cũng phải cần có ID, nhưng mà tôi không có tiện nghi để đi làm lại ID. Anh bị mất cái ID rồi hả? Dạ. Nhưng mà đi làm ID phải tốn tiền phải không? Có chương trình làm miễn phí, nhưng tôi cũng ra xin rồi, nhưng mà có ID rồi nhưng lại bị mất. Tại vì phần đông, nói tóm lại là có nhiều người ta ganh tị đó. Dạ. Nhất là những người ở đây họ không có tin, hay là họ không có chấp nhận rằng là mình khác hơn họ. Nếu mà em có ID, có giấy tờ đầy đủ thì em vô nhà băng hay là vô chỗ này chỗ kia. Dạ. Em cũng có chung một nhà băng mà. Dạ. Vậy là những đồ mà em sưu tầm được. Cái này là anh đi tìm ở ngoài người ta cho đó phải không? Người ta cho, người ta bỏ, người ta không cần. Chẳng hạn như cái bình cũ. Đâu anh? Ở đây rất cần điện. Thì cái bình cũ này có thể chạc được phone. Đâu anh lấy cái bình ra cho em coi thử coi. Bình xe hơi nặng lắm. Vậy hả? Trong kia đi rồi tôi để ra ngoài luôn. Dạ, ngay cái chỗ nào đó anh đẩy vô, ngay cái chỗ ở của anh là chỗ nào đâu? Chỗ ở thì không có chỗ nhất định. Tên Mỹ anh là tên gì? Tên Mỹ thì không có, nhưng mà tên business thì có. Vậy hả? Hồi đó anh làm business hả? Self-employed. Là cái đó là cái gì vậy anh? General construction handyman đó. Làm construction, xây dựng nhà cửa phải không? Dạ đúng. Rồi anh có vợ con đồ không? Có gia đình không? Gia đình hả? Cha mẹ chết hết rồi. Vậy hả? Bây giờ anh còn người thân không? Còn người anh ở Stockton. Vậy hả? Chỉ còn người anh thôi hả? Ở bên Việt Nam, quê anh ở đâu? Rạch Giá. Ở Rạch Giá hả? Anh đi qua đây vượt biên hả? Năm 83. 83. Xe đâu phải chỉ một lần đâu, ba lần mà ba tháng liền với nhau cho nên. Rồi sao anh nhìn thấy anh thẹo không vậy? Anh bị cái gì vậy? Mai giá anh lưng vậy? Thì, tai nạn cuối cùng á. Tai nạn đụng xe hả? Đang cuối cùng là ở Costco. Vậy hả? Đang đi mua đồ này kia xong rồi một cái là đưa đi nhìn gì luôn. Không biết gì hết. Vậy hả? Rồi đi ra ngoài bây giờ anh không có người thân gì nhờ hết, không có bạn bè đâu nhờ anh. Nói tóm lại là người thân thì liên lạc họ từ chối, đỡ.
bạn này bạn kia, còn những người ngoài này thì nói nói tóm lại là em chỉ cần có điện thoại, có internet là em có thể lên xin lại via cái chương trình mà mình đang đó là những người mà dân gia cư này là bị bắt buộc. Có người họ chọn con đường này, đó là những người ăn hút, ăn nhậu là họ chọn con đường này. Còn những người mình bắt buộc là ngoài sự ý muốn giống chẳng hạn như em nhiều. Em đâu phải là mấy cái này là em đã biết qua, em đã từng trải qua những cái cảnh này. Ngày xưa em cũng có ăn chơi mà mới bắt đầu đi làm rồi. Anh ở Mỹ được hơn 30 năm rồi. Những cái này em có thấy qua cái kinh nghiệm nhiều. Phần đông những người ở đây em đều quen biết họ, hay là họ cũng đều quen biết em. Nhưng mà họ rất ngạc nhiên là tại sao em dám họ ở đây tới bây giờ. Họ cảm thúc đẩy thôi. Chắc có lẽ là do một duyên phận gì đó thúc đẩy cho nên em cũng phải đến đây là để chỉ dẫn và hướng dẫn cho họ một đường cuối. Đây cũng có lẽ là ý trời. Tại vì em tin rằng chúng Mỹ nó kêu bằng what play around, go around, pay forward, nghĩa là mình nhận cái gì, mình biết cái gì đó thì mình phải chuyển nó đi đến người khác. Cũng như mình nhận ơn của người này thì mình phải làm ơn lại và giúp đỡ cho người khác. Anh đang ở cái góc anh ở là góc nào? Em tạm thời là em dựng cái phòng giấy đó. Vậy hả? Sơ một mé thì anh nằm ở trong anh ngủ thôi. Mà không có ngủ được thẩm giấc thì em mệt mệt thì em ra ngoài ghế em nằm ngủ. Dạ. Anh Việt Nam hả? Dạ. Dạ. Thì để việc cổ đang quay phim YouTube nên anh đồng ý cho quay thì quay. Anh có đồng ý không? Không đồng ý thì em. Vậy hả? Có cái gì đâu mà phải. Dạ. Thì em chỉ hỏi em cũng không quen. Em cũng muốn hỏi thôi. Rồi cái máy xe đạp vậy là anh mấy anh sửa là để phương tiện đi á hả? Cũng không hẳn, tại vì đây là chuyên dụng những cái xe hư, xe bỏ của người ta bỏ đó. Dạ. Rồi mình về mình ráp lại, mình bán, mình kiếm xin nhai thôi. Dạ. Bán được bao nhiêu thì anh em chia sẻ. Rồi đi đâu? Đi đâu lượm xe bỏ? Mấy cái chỗ bỏ rác khác rồi á. Mấy chỗ bỏ rác nha. Mấy cái chỗ mà thì đại khái là có nhiều xe đạp người ta dùng mà người ta bị hư, người ta không biết sửa sao thôi. Bỏ thì mình đem về mình sửa. Không đói đâu cô, ở đây mà làm gì đói được. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà anh sống ở đây lạnh lắm anh ơi. Lạnh nhưng mà cũng trải qua rồi cô. Không có cái gì mà khó hết. Thành cái này là chỉ có temporary thôi. Chứ có đâu cũng phải là khó ép vào được cô. Dạ. Tạm thời gian thôi. Thì chờ community nó mới cho phòng rồi ok. Dạ, đi vô cái chỗ mà cái chỗ chính phủ người ta cho cái chỗ ở. Dạ đúng rồi housing đó. Vậy hả? Có người thì đang ở hotel á, là cho đến khi nào có phòng thôi. Thật ra là đậu cũng đang chờ. Vậy hả? Anh đang mà nộp đơn rồi chờ. Dạ xong hết rồi. Người ta coi như là thiết cái lớp rồi. Bây giờ chỉ có phòng trống rồi ok vô thôi. Như vậy là mình chính phủ ở bên đây á, người ta cũng vẫn giúp và giúp mình đủ thứ hết phải không? Đúng vậy. Dạ, bây giờ là trong cái thời gian mà anh ở ngoài này là chờ chờ cho giấy tờ xong hết rồi mình mới vô đó. Dạ. Anh ở bên Việt Nam quê anh ở đâu? Dạ miền Trung cô, má đẻ Nha Trang. Vậy hả? Dạ. Rồi anh có gia đình, có vợ con? Dạ chưa, còn chút chuyện làm chưa xong mà gia đình gì cô. Vậy hả? Anh có về Việt Nam đồ? Dạ phải về chứ. Còn người thân của anh ở đâu? Người thân của anh? Dạ ở cô, còn ở bên Việt Nam đó cô. Còn ở Việt Nam hả? Dạ. Em là lá rách đùm lá nát. Dạ. Nó lỡ nó nát rồi thì kệ mình đùm được nhiêu đùm. Dạ đúng vậy. Đúng vậy cô. Dạ buồn quá. Cái tâm trạng không ai đi nữa. Rồi muỗng đâu anh ăn? Húp. Để vậy rồi tới nguội húp hả? Trời đất ơi. Gì nổi, có tâm sự gì nổi. Hát cho em, vui lên. Thấy em dễ thương quá nên vui cực cười vậy thôi chứ thúi ruột luôn. Vậy hả?
Nãy chị nói cái mình đó là em làm điện chạc con đồ này kia. Dùng làm điện đâu anh chia sẻ sao, nếu mà anh làm điện thì, anh thì bắt cộng trừ vô lấy vô cái em cái đáp từ của anh thôi. Cái bệnh này của người ta dục quá hả anh Trung? Mà đông người ta dục ta bỏ đó rồi mình sơ lại thôi. Rồi anh dùng cái rồi đi đâu rồi chạc cái bệnh này vô? Có ở dưới kia hay trên đây nó có mấy cái máy mà nó chặt điện á, thì mình lại mình nhờ họ công để chặt vô cho. Ở dưới kia là ở chỗ nào? Xuống. Vậy hả? Suối có nhiều người họ dựng liều rồi. Ở dưới suối mấy anh Việt Nam đồ đó hả? Dạ cũng chỉ mới ở đây chừng vài tuần thôi. Dạ. Anh ở đây mấy tuần hả? Không phải là 3-4 tuần rồi. Hồi trước anh ở đâu? Ở vòng vòng phía bên kia mà không có xuống suối, tại vì ở dưới tối trời tối không có tiện nghi, như không có đèn pin, không có này kia. Ở đây sáng hơn phải không? Ở đây sáng hơn, cảm thấy an toàn. Dạ. Ở đây là mình cũng sống vui vẻ bình an cho anh em chia sẻ nhau mà sống thôi. Dạ. Cũng là chỉ chờ như anh đậu anh chờ thao sinh. Chờ thao sinh của chính phủ ấy ha. Dạ, còn em đó. Giấy tờ được rồi. Anh là giấy tờ coi như là của anh là chưa có làm được. Chưa làm còn được. Còn anh Đậu này á, là anh đang chờ, anh đã làm được rồi phải không? Anh làm được, em thì đã làm được rồi nhưng mà là bị mất. Vậy hả? Dạ. Anh làm xong bị mất hả? Anh dạ. Để ở ngoài thì sao bị mất? Ngủ thì mình để đó, sáng ra nó không cánh mà bay được. Vậy hả? Ok. Còn cái này là mấy cái đồ mới á phải không? Dạ. Dạ. Ở đây. Cái này có hội từ thiện nào không biết đến cho đồ ăn vậy hả? Người ta vô họp vậy người đã ta để á hả? Dạ cảm ơn anh Trung. Anh Trung được rồi, anh Trung ơi, anh Trung ơi, anh Trung ơi, đây em không có nhiều nhưng mà em có chút xíu để giúp anh. Okay. Thì xin cảm ơn chị. Dạ em sẽ chia sẻ với anh em đây. Dạ rồi để không để em cho mấy anh ở đây mỗi người một chút. Anh Đậu ơi. Dạ có. Anh Đậu ơi bây giờ em tới đây thăm anh thì người mình cùng người chuyện với nhau của ít lòng nhiều nha. Nghe anh. Dạ ok cảm ơn cô. Em dạ cảm ơn cô. Dạ thì anh có những cái lời nào mà để chia sẻ với khán giả không? Dạ có chứ, cảm ơn khán giả cũng như là có lòng để giúp những người homeless đó thì ok Đậu cũng rất cảm ơn. Đậu không đôi lúc không có khe gì mà sale nhưng mà khe cho mấy người kia là thấy tội nghiệp đó, thành ra là ok. Đậu nam giới thì ok, Đậu sống nơi nào cũng được hết. Em đây rồi, cảm ơn anh chia sẻ nha. Bây giờ mình tới đây đã hơi lâu rồi, video của mình đến đây sẽ kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Xin mến chúc các bạn được nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại các bạn những video sau. Xin chào tạm biệt. Video này là do công ơn công lao của các bạn đã xem video của Lan Vy, để rồi Lan Vy có được cái số tiền cũng không có nhiều lắm, nho nhỏ mà giúp đỡ những anh vô gia cư ở nơi này. Việc làm này mình thấy rất là vui. Mà các bạn xem video mà các bạn ủng hộ á thì các bạn cũng cảm thấy vui ha. Chiều chiều thì đốt lửa ngồi ca nó hay hơn. Vậy hả? Trời ơi. Trời ơi, anh rửa tay vậy đó hả? Là có sơm cua chứ. Dạ, phải sạch sẽ cô. Làm cái gì cũng có chất chemical, sơm cua, condition hoặc là làm như thế nào mình phải rửa tay sạch sẽ rồi, ok. Anh rửa vậy đó hả? Ừ. Cái nước đó cũng là cháy ra thôi. Cũng là cái chất này cái kia để nó tẩy trùng. Trời ơi, tẩy trùng vậy đó hả? Dạ, sơm phải cho nó ra sát trùng vậy cô. Chứ không là nó bị infection đó. Bye. Anh Đậu. Bye, anh Đậu. Bye anh nè. Xin cái phone của chính phủ hả? Đi đâu xin phone chính phủ thì nộp đơn hay sao? Nó có chương trình là cho phi mỗi người một cái nếu không có income á. Dạ. Thì nhưng mà phải có ID. Vậy hả? Có đầy đủ giấy tờ mới xin được. Thôi em về nha anh Trung. Dạ, nha. Cảm ơn chị. Dạ, bye anh Trung.